Huấn luyện viên Hàn Quốc xin lỗi Park Hang-seo. Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc đã diễn ra không thực sự hấp dẫn như kỳ vọng. Với thể lực đẳng cấp vượt trội, các cầu thủ Hàn Quốc dễ dàng có được 3 bàn thắng vào lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng bằng cú đúp của tài năng trẻ Lee Seung-woo và một bàn thắng của Wang Uyu. Do lép vế trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng đến những phút cuối hiệp 2, Olympic Hàn Quốc chủ động giảm nhịp độ trận đấu, thì Olympic Việt Nam cũng đã có được những tình huống gây sức ép và các cơ hội ghi bàn. Một trong số đó đã trở thành bàn thắng sau pha đá phạt tuyệt đẹp của tiền vệ Minh Vương. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Olympic Hàn Quốc, ông Kim Hak-bum đã dành sự tôn trọng cho huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Olympic Việt Nam. Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi huấn luyện viên Park Hang-seo. Tôi nghĩ trận này hai đội đã chơi tốt. Việt Nam là đối thủ không dễ chơi. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ đã chơi rất nỗ lực trận này. Thực tế trận đấu êm ả hơn cả những gì chúng tôi nghĩ. Cả giải chẳng có trận đấu nào là dễ dàng, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho các bước. Các cầu thủ sau trận đều khá mệt mỏi, nhưng tôi tin họ sẽ có động lực lớn cho trận chung kết. Còn với Son Heung-min, ghi bàn không phải là điều quan trọng nhất. Các đồng đội tin tưởng và anh ấy tạo ra ảnh hưởng lớn, còn việc anh ấy chơi ở biên hay trung lộ cũng đều tốt cho đội bóng. Bên cạnh huấn luyện viên Park Hang-seo, tiền đạo trẻ Lee Seung-woo cũng bày tỏ niềm vui sướng khi vào được trận chung kết ASEAN 2018. Chúng tôi vui vì đã vào chung kết như mục tiêu đề ra ban đầu. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội vì trận đối đầu với U23 Việt Nam có huấn luyện viên người Hàn Quốc nên chúng tôi rất muốn giành chiến thắng với huấn luyện viên của chúng tôi. Lee Seung-woo, người được mệnh danh là Messi của Hàn Quốc, chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết với một cú đúp bàn thắng. Ngoài ra với kỹ thuật và những pha đi bóng lắc léo của mình, anh đã khiến các hậu vệ Việt Nam có một ngày thi đấu vô cùng vất vả. Đối thủ của Olympic Hàn Quốc trong trận chung kết sẽ được xác định sau khi trận bán kết giữa Nhật Bản và UAE kết thúc. Báo châu Á cho biết, thủ môn World Cup cũng không thắc tội Minh Vương. Thưa quý vị và các bạn, trước sức mạnh của Olympic Hàn Quốc, Olympic Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ, bị đối phương chơi áp đảo. Chúng ta đã phải chịu liên tiếp 3 bàn thua. Với sự thay đổi người, chất lượng của huấn luyện viên Park Hang-seo, Olympic Việt Nam đã có bàn thắng duy nhất nhờ công của Minh Vương, đó là tình huống đá phạt đẳng cấp. Thất bại 1-3 trước Hàn Quốc, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có thể tự hào rời sân. Bởi hành trình của Olympic Việt Nam chưa khép lại, chúng ta vẫn còn một trận đấu trên hàng ba nữa để nỗ lực. Sau thất bại của Olympic Việt Nam, báo châu Á Fox Sports thấy tiếc nuối khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không thể vào chung kết. Fox Sports cũng nhấn mạnh vào bàn thắng đẳng cấp của Minh Vương. Fox Sports nói, phút 70, Việt Nam đã có được bàn thắng an ủi nhờ công của cầu thủ dự bị Trần Minh Vương. Cú đá phạt khoảng cách từ tầm 25m, cậu ấy dứt điểm khiến mọi nỗ lực của thủ môn Chu Hyung-woo, người hùng của Hàn Quốc tại World Cup 2018 cũng phải chịu thua. Fox Sports cũng nói thêm, dù thất bại, Việt Nam chắc chắn vẫn nhận được rất nhiều tình cảm từ phía người hâm mộ, bởi hành trình của họ vẫn chưa dừng lại khi còn trận tranh huy chương đồng gặp Nhật Bản hoặc các tiểu vương quốc Ả Rập. Theo lịch trình, trận tranh hạng 3 của Olympic Việt Nam diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 1 tháng 9 tới đây. Huấn luyện viên Park Hang-seo cảm ơn học trò, nhận toàn bộ trách nhiệm về trận thua U23 Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, bị đối thủ dẫn trước tới 3 bàn, U23 Việt Nam vẫn chơi đầy cố gắng và cuối cùng tìm được bàn gỡ do công của Minh Vương. Đáng tiếc, thời gian là không đủ để đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tạo ra bất ngờ và đành chấp nhận thua 1-3 chung cuộc. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo khen ngợi các học trò vì tinh thần chiến đấu. Chúng tôi thua trận này, nhưng tôi thấy việc để thua như vậy là chấp nhận được. Các cầu thủ đã chơi tốt nhất có thể. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận tranh huy chương đồng. Việc có bàn thắng rút ngắn tỷ số cũng rất đáng khen ngợi. Tôi cảm ơn các học trò vì họ đã thi đấu hết mình. Tôi cảm thấy tự hào vì họ. Và cầu của người Hàn Quốc tiết lộ những điều chỉnh trong thời gian nghỉ giữa hiệp cũng như đối về các sự lựa chọn chân sự. Tôi thấy các cầu thủ lo lắng trước trận đấu và ở giờ nghỉ giữa hiệp, tôi động viên họ chơi tự tin hơn. Sau khi đưa cả Đình Trọng lên giữa kèm Son Heung-min thì thế trận U23 Việt Nam ở hiệp 2 đã tốt hơn. Về việc chọn đội hình xuất phát, tôi là huấn luyện viên trưởng và luôn căn cứ trên phong độ, thể trạng của các cầu thủ và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về các quyết định này. Kết quả trận đấu là trách nhiệm của tôi. Ngoài ra, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng gửi lời chúc mừng đến U23 Hàn Quốc. Tôi không có gì để nói về cầu thủ U23 Hàn Quốc vì tôi là huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam, nhưng tôi muốn chúc mừng huấn luyện viên Kim Hak-bum và U23 Hàn Quốc đã lọt vào chung kết. Không giải nổi bài toán sân trường, U23 Việt Nam bại trận với siêu phẩm của Minh Vương. Thưa quý vị và các bạn, thua trận trước U23 Hàn Quốc,
Xét cho cùng, không phải là điều quá thất vọng với thị trường huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi Hàn Quốc đem đến ASEAN 2018 một đội hình thực sự mạnh mẽ với những cầu thủ tấn công cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là ngôi sao Son Heung-min đầy đẳng cấp và ra sân với các khao khát nhất. Tuy nhiên, cái cách mà U23 thua trận thì thực sự đáng bàn. Bàn thắng đầu tiên đến quá nhanh, bắt nguồn từ sai lầm của Xuân Trường, cầu thủ không đá phút nào ở trận thắng U23 series trước đó. Lao ra quá nhanh để bắt bóng, tiền vệ người Việt Quang để đốt vương sau kim dễ dàng trước khi tung đường kiền vào vòng cấm địa để Lee Seung-hu ra chân hạ gục thủ thành Bùi Tiến Dũng. Từ đầu giải, Xuân Trường đã liên tục gây thất vọng khi được tung vào sân, và ở trận đấu này, các chuyên gia và người hâm mộ cực kỳ ngạc nhiên khi huấn luyện viên Park Hang-seo để tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai này đã cặp tiền vệ trung tâm với Đức Huy thay vì chọn Quang Hải như trận trước, dành chỗ cho Xuân Trường, Phan Quyết phải ngồi ngoài sân từ đầu. Và kết quả là tuyến giữa của U23 Việt Nam vỡ toang. Sự yếu kém của tuyến giữa U23 Việt Nam càng rõ ràng khi các cầu thủ Hàn Quốc thậm chí còn không thèm triển khai tấn công biên trong suốt hiệp 1, thay vào đó là những đường chuyền đâm thẳng vào giữa hàng phòng ngự đối phương từ khu vực giữa sân nhà mà họ chiếm lĩnh hoàn toàn, tận dụng những đường đập giá một chạm và chọc khe cự ly ngắn để tiếp cận khung thành U23 Việt Nam. Vỡ tuyến giữa cộng với việc mất Văn Hậu vì đã nhận đủ hai thẻ vàng từ trận đấu trước khiến các pha triển khai tấn công cũng như phản công của U23 Việt Nam bị tê liệt hoàn toàn. Với việc Xuân Mạnh cũng chơi chật vật khi phải liên tiếp kéo sâu về vòng cấm địa đội nhà để tham gia phòng ngự. Nỗi đau mang tên Xuân Trường càng bị khoét sâu khi chính người thay tiền vệ Tuy Quang này Minh Vương là cầu thủ thực hiện cú sút phạt cực kỳ đẹp mắt tung lưới thủ thành Su Hyung-gu. Và buồn thay, đây chỉ là bàn gỡ được thực hiện khi tỷ số đã là 3-0 nghiêng về đối phương, với hai bàn thắng dễ dàng được thực hiện ở phút 28 và 55. Trận thua này là khó có thể tránh khỏi bởi U23 Hàn Quốc mạnh mẽ và quyết tâm hơn hẳn, cộng với sự sai lầm ở vị trí chủ chốt. Nhưng dù sao, bàn thắng duy nhất của Minh Vương cũng khiến thất bại này bớt đi phần bi thương. Và quan trọng nhất là giữ lại tinh thần cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cho trận tranh huy chương đồng. Dẫu sao, chiếc huy chương ở đấu trường ASEAN cũng đã là kỳ tích đáng nể của U23 Việt Nam. Đứng về danh nào các chàng trai của Việt Nam? U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tham bát bỏ mâm khi bằng mọi giá giành được thành tích ở ASEAN 2018. Và lối chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ giết chết bóng đá Việt Nam. Không hề. Thứ nhất, không phải đến thời điểm này khi U23 Việt Nam chễm chệ ngồi ghế trên cùng với ba đội bóng hàng đầu châu Á khác ở vòng bán kết ASEAN 2018. Những luận điệu rằng huấn luyện viên Park Hang-seo xem thành tích là cứu cánh khi đem sang Indonesia đủ 3 cầu thủ U23 cùng với dàn quân thiện chiến nhất của U23 Việt Nam cũng như lối chơi tiêu cực của ông trước các đội bóng mạnh sẽ khiến thui chột các tài năng trẻ mới được gióng lên. Hai luận điệu ấy vốn dĩ đã được nhắc đến khá nhiều ở cả trước thềm lẫn trong giải vô địch U23 châu Á vào hồi tháng Giêng. Giải đấu mà U23 Việt Nam lập nên kỳ tích với ngôi Á quân châu Á và bùng nổ với bài viết mang tựa đề "Đừng để Việt Nam trở thành một Hy Lạp tiếp theo" của phóng viên thể thao người Australia Scott McIntyre. Chiều nay U23 Việt Nam sẽ tranh suất vào chung kết ASEAN 2018 cùng với U23 Hàn Quốc. Cả hai đội bóng đều đem đến giải đấu lần này đội hình tốt nhất mà mình có thể có được. Trong khi đó, Thái Lan, Nhật Bản và thậm chí là Bahrain, đối thủ ở vòng 1-8 của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, đều từ chối 3 suất trên 23 tuổi, thậm chí tham gia giải bằng đội hình U21. Phải chăng cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc đều quá ích kỷ khi đội thành tích lên đầu? Không phải, sự khác nhau chỉ nằm ở định hướng của mỗi nền bóng đá là khác nhau, nên cách mà họ tiếp cận với giải đấu này một cách khác nhau. Đấy là lựa chọn, không phải là tiêu chí để đánh giá động lực của nhau. Với Hàn Quốc, không hẳn là họ dùng đội tuyển U23+3 để hỗ trợ cho việc ngôi sao Son Heung-min giành được quyền miễn nghĩa vụ quân sự, mà họ tôn trọng giải đấu và quyết tâm vô địch bằng tất cả những gì có thể. Với Việt Nam, đây là cơ hội quá tốt để thế hệ vàng của những Quang Hải, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng hay Văn Toàn có được trải nghiệm cực kỳ quý giá ở cấp châu lục trước khi những cầu thủ đã 23 tuổi bước chân ra đấu trường người lớn. Và những ngôi sao 19, 20 và 21 tuổi sẽ phải nghiêng vai gánh trọng trách mà lứa đàn anh để lại. Nên nhớ sẽ có rất nhiều người trong số họ là nòng cốt của đội tuyển quốc gia hiện tại cũng như tương lai rất gần. Thái Lan hay Nhật Bản, thậm chí là Bahrain có thể có được lực lượng dồi dào và có chiều sâu để nhường sân chơi ASEAN cho các cầu thủ trẻ, hoặc lấy đây làm bước chạy đà cho Olympic 2020.
Nhưng hãy nhớ rằng, bóng đá Việt Nam chỉ vừa mới bước ra khỏi một cơn khủng hoảng trầm trọng sau hai thất bại liên tiếp ở AFF Cup 2016 và SEA Games 2017. Những sự lựa chọn sai lầm của huấn luyện viên Hữu Thắng về cả nhân sự lẫn lối chơi cho cả đội tuyển quốc gia lẫn U22 Việt Nam không chỉ biến những giải đấu mà bóng đá Việt Nam tham gia thành thảm họa, mà còn khiến cho lứa cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong hàng chục năm trở lại đây tự nghi ngờ bản thân. Và tai hại nhất là khiến cho người hâm mộ quay lưng với bóng đá nước nhà. Sau hơn 18 tháng dưới bàn tay của huấn luyện viên Hữu Thắng, bóng đá Việt Nam đã kịp xóa đi bằng sạch những gì tốt đẹp, đáng tự hào nhất, và thay vào đó bằng một đống đổ nát ngổn ngang. Còn nhớ ngày huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp quản tạm quyền chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, có mấy người Việt Nam dám tin rằng đội tuyển có thể thắng được Campuchia trên sân khách. Kỳ tích mang tên U23 đã dựng bóng đá Việt Nam dậy từ đống đổ nát. Những viên gạch xây móng luôn là những viên gạch tốt nhất. Và huấn luyện viên Park Hang-seo đã đúng khi xây lại bóng đá Việt Nam từ những Công Phượng, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường, Văn Thanh hay Văn Hậu. Bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ vàng, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn phải liệu cơm gắp mắm để có được một đội hình ưng ý. Và sự chênh lệch giữa các vị trí chính thức và dự bị vẫn còn khá lớn. Chẳng có lý do gì khiến cho nhà cầm quân người Hàn Quốc lại từ bỏ một cơ hội tốt như thế ở đấu trường châu lục cho các học trò của mình. Ở ASEAN 2018, với Hùng Dũng, Văn Quyết và Anh Đức, không những U23 Việt Nam có được những sự hỗ trợ cần thiết để có thể đỡ phải nhón chân khi phải đối đầu với những đối thủ hàng đầu châu lục, hơn thế là khơi dậy được khát vọng cạnh tranh để hoàn thiện chính mình từ các cầu thủ trẻ. Chẳng phải nhìn Anh Đức, tiền đạo đã 33 tuổi thi đấu, những Văn Toàn, Công Phượng, Văn Đức, Đức Trinh sẽ có động lực hơn hay sao? Thứ hai, dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, chẳng thể phủ nhận rằng U23 Việt Nam đã có những trận đấu thực sự xấu xí bởi lối đá phòng ngự tiêu cực cũng như lối đá gây mê đến phát chán. Nhưng nên nhớ, chính ở những trận đấu như thế, người ta mới thấy rõ được tinh thần cuột cường và sức chiến đấu bền bỉ đáng ngạc nhiên của các cầu thủ Việt Nam. Và U23 Việt Nam cũng nào thiếu những trận cầu rực lửa, nhất là ở ASEAN 2018. Chẳng phải U23 Nhật Bản đã phải toát mồ hôi trước một U23 Việt Nam dồn ép đến kinh hoàng, khiến họ tự dính sai lầm và phải trả giá bằng thất bại đó hay sao? Trận đấu mới đây nhất của U23 Việt Nam là cuộc đối đầu với U23 Syria. Đấy là một trận đấu thực sự buồn ngủ, song nếu nhìn vào hai hiệp phụ, người ta sẽ thấy một U23 Việt Nam tấn công cực kỳ sắc bén trong sự chuyển đổi thế trận bất ngờ và cực kỳ xuất sắc của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước khi Văn Toàn ghi bàn thắng quyết định là những phút U23 Việt Nam liên tiếp có cơ hội ăn bàn. Phòng ngự chặt chẽ hay tấn công rực lửa không phải là điều quan trọng nhất với nhà cầm quân người Hàn Quốc. Điều hay nhất của các tuyển thủ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo là họ thích nghi cực nhanh với sự chuyển đổi sơ đồ chiến thuật, thực sự chơi bóng bằng cái đầu. So với lối chơi một màu, chỉ chăm chăm duy nhất vào thứ bóng đá tiki-taka đầy ảo tưởng dưới thời huấn luyện viên Hữu Thắng, đấy là cả một cuộc cách mạng, không chỉ ở những đôi chân cầu thủ mà thực sự thay đổi tư duy chơi bóng của cả một thế hệ cầu thủ Việt Nam. Với những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo truyền đạt thành công cho các học trò, giờ đây bóng đá Việt Nam đã sẵn sàng để đối đầu với mọi đối thủ khác nhau, với trình độ và các trường phái bóng đá khác nhau. Sự linh hoạt là chìa khóa cho thành công của U23 Việt Nam và sẽ là nền móng cho những thành công trong tương lai của bóng đá Việt Nam. Sự tự tin và linh hoạt, thoạt nghe chẳng mấy ấn tượng, nhưng nhìn vào hai kỳ tích kỳ vĩ của U23 Việt Nam mới thấy rằng những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo đem đến cho bóng đá Việt Nam thực sự vĩ đại đến như thế nào. Biết cảm ơn ông thế nào cho đủ bây giờ, thầy Park. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn subscribe để theo dõi những thông tin mới nhất từ channel.